tiềm năng và định hướng phát triển bất động sản du lịch tại Hồ Tràm. Với lợi thế về vị trí đắc địa và điều kiện thiên nhiên ưu đãi, Hồ Tràm được quy hoạch để phát triển mũi nhọn cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo quy hoạch đến năm 2025, ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đón gần 44 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 9 triệu lượt, tổng thu đạt khoảng 31.000 tỷ. Đến năm 2030, dự kiến sẽ đón gần 65 triệu lượt khách, trong đó lưu trú đạt khoảng 17 triệu lượt, tổng thu đạt gần 102.000 tỷ đồng. Nhờ vậy, sức nóng của bất động sản Hồ Tràm đang ngày càng tăng. Trong 2 năm đổ lại đây, giá trị bất động sản khu vực này được ghi nhận tăng từ 30% đến 50%. Gia tăng giá trị theo tiến độ hoàn thiện của hạ tầng giao thông, trong đó sân bay quốc tế Long Thành chỉ cách Hồ Tràm 60 phút di chuyển, dự kiến đi vào hoạt động quý 1 năm 2025 với công suất lên đến 25 triệu lượt khách một năm, sẽ góp phần kết nối khách du lịch trong và ngoài nước đến với Nova World Hồ Tràm. Hệ thống 5 tuyến cao tốc kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt đang lần lượt triển khai, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh thành đến Bà Rịa Vũng Tàu. Tuyến đường ven biển đi qua dự án mở rộng lên đến 42 mét, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại khu vực. Nova World Hồ Tràm được phát triển trở thành một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí quy mô 1.000 hectare với đa dạng các trải nghiệm đẳng cấp quốc tế. Dự án được quy hoạch bài bản với loạt tiện ích đồng bộ như chuỗi shop house biển đắt giá đã hoàn thiện và nhiều thương hiệu danh tiếng đã đi vào vận hành như Sài Gòn Casa Cafe, thương hiệu thời trang Koski và thương hiệu áo tắm Xuân Thu. Hồ bơi nước mặn Ocean Pool 5.000 m2 đã khai trương sẵn sàng chào đón khách tham quan. Đặc biệt, toàn bộ 142 các căn biệt thự biển dự kiến hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2021. Suối khoáng nóng Bình Châu là suối khoáng lớn nhất Đông Nam Á và duy nhất tại khu vực miền Nam, là tiện ích thuộc tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí Nova World Hồ Tràm. Khu vườn thú hoang dã Safari, điểm nhấn vô cùng ấn tượng tại chuỗi dự án, cùng loạt các tiện ích khác sẽ lần lượt khai trương và đi vào hoạt động từ nay đến năm 2023. Có thể nói, đây chính là thời điểm vàng để đầu tư second home phong cách nhiệt đới tại Nova World Hồ Tràm.